Chào mừng các con đã đến với khóa học Tiếng Anh lớp 4 dựa trên bộ sách i-Learn Smart Start trên trang web học trực tuyến OLM. Unit 5 Getting Around Lesson 2. Chúng ta tiếp tục bài học số 5 với Lesson 2. Trong tiết học trước, các con đã biết thêm những ký hiệu biển báo trên đường. Các con có nhớ đó là những biển báo nào? Các con nhớ bài rất tốt đấy. Chúng ta tiếp tục bài học ngày hôm nay với phần đầu tiên, từ vựng, vocabulary. Nhà các con ở đâu? Nhà các con ở gần trường, xa trường hay nhà các con ở cạnh khu công viên? Chúng ta cùng khám phá những từ mới chỉ về vị trí trong bài học ngày hôm nay. Hai bạn nhỏ đang đi tìm kiếm ngôi nhà. Các con hãy xem các bạn đã dùng những từ nào để chỉ vị trí của ngôi nhà nhé. Where's the house? It's next to the cafe. À đúng rồi, ngôi nhà ở cạnh quán cà phê. Next to. Next to. Next to. Next to nghĩa là ngay sát, ngay bên cạnh. Where's the house? It's near the bookstore. Ở trong câu trả lời này, ngôi nhà đang ở gần bookstore. Near. 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 Where's the house? It's opposite the school. Opposite. Nhìn vào vị trí giữa ngôi nhà và cái trường, các con có thể đoán được nhà đang nằm đối diện trường thông qua con đường ở đây. Opposite. Opposite. Where's the house? It's behind the library. Đúng rồi, các con thấy ngôi nhà đang nằm sau cái thư viện. Behind. 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 Trái nghĩa với behind, chúng ta sẽ có từ nào? Where's the house? It's in front of the library. Đúng vậy. In front of. Ở phía trước. In front of. In front of. Rất tốt. Trong bài này, chúng ta biết thêm 5 từ chỉ vị trí. Các con hãy nhắc lại các từ đó. Next to. Ngay cạnh. Near. Gần. Opposite. Đối diện. Behind. Phía sau. In front of. Phía trước. Next to. Near. Opposite. Behind. In front of. Rất tốt. Chúng ta chuyển sang phần ngữ pháp structure. Chúng ta cùng nghe lại đoạn hội thoại vừa rồi. Where's the house? It's opposite the school. Trong đoạn hội thoại này, các bạn đang hỏi và trả lời về vấn đề nào? Đúng vậy, các bạn đang hỏi và trả lời về vị trí. Khi hỏi về vị trí của một đồ vật nào đó, của ai hay cái gì, chúng ta có từ để hỏi where. Where's the? Theo sau là địa điểm mà các con muốn hỏi. Và câu trả lời sẽ là it's cộng với vị trí. Ở đây các con lưu ý where's là cách viết tắt của where is. It's là cách viết tắt của it is. Như trong ví dụ vừa rồi, bạn đã hỏi về vị trí của cái nhà. Câu hỏi của bạn là where's the house? À, nhìn vào bức hình ở đây chúng ta thấy Nhà đang đối diện trường. Đáp án sẽ là It's opposite the school. Nó nằm đối diện trường. Tương tự như vậy, các con hãy nhìn vào những bức tranh sau. Đọc câu hỏi và trả lời. Trong câu 1, câu hỏi là Where's the library? Thư viện đang nằm ở đâu? Trong câu trả lời, chúng ta thấy có từ park, tức là đang hỏi vị trí của library với park. Nhìn vào hình, chúng ta có thể đoán ngay được, đấy chính là near. It's near the park. Nó gần công viên. Trong câu số 2, Where's the school? Trường đang ở đâu? Ở bức tranh này, school đang ở phía trên của market. Câu trả lời sẽ là It's in front of the market. Nó ở phía trước chợ. Các con làm bài rất tốt. Chúng mình đến với phần cuối cùng, phát âm, phonics. Trong phần phát âm của bài học này, các con học cách phát âm của nguyên âm đôi A. Nguyên âm đôi A là cách ghép âm từ hai nguyên âm E và E. Khi chúng ta đọc liền, đọc nhanh, nối lại với nhau, nó sẽ thành A. Các con đọc theo cô. A. E. E. A. Vậy trong những từ mà chúng ta đã học, có từ nào có chứa nguyên âm đôi A? Đúng vậy, chúng ta có từ skate và today. Có nguyên âm đôi A được thể hiện qua chữ cái A hoặc AY. Các con đọc lại. A. Skate. Today. Rất tốt. Tổng kết lại bài học này, chúng ta đã học 3 phần kiến thức. Phần đầu tiên đó là từ vựng chỉ vị trí. Với phần cấu trúc, các con hỏi và trả lời về vị trí. Và phần phát âm, đó là cách phát âm của nguyên âm đôi A. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo trên trang web học trực tuyến OLM.